Dạ vâng, hello anh em nhé. Xin chào anh em đã quay lại kênh bán MacBook của em hôm nay nhé. Thì hôm trước em cũng có lên video báo giá cho mọi người rồi. Thì hôm nay em sẽ lên video test máy cho mọi người luôn nhé. Đấy. Ở đây thì trên các dòng MacBook Pro 2020 CPU 7 này, giá lên quanh từ 10 đến 15 triệu nhé. Đấy, Pro 2020 luôn này. M1 này, Pro 2019 này. Giá thì từ 10 triệu hơn chút thôi nhé. Thì đầu tiên em sẽ lên một người một cây MacBook Pro đời 2019 nhá. Đấy, con đầu tiên này thì là MacBook Pro 2019 này. Em sẽ bỏ nó dịch ra đây để em test máy cho mọi người một chút nhé. Đây, ngoại hình máy rất là đẹp này. Con này của nó thì là bản 4 cổng mọi người nhá. Bên đây 2 cổng, bên đây 2 cổng, bên kia 2 cổng nữa. Đấy, ngoại hình rất là đẹp, không cấn móp, không xước xác gì nhiều. Mà mua được thì mọi người alo trực tiếp cho em hoặc là gọi điện qua Zalo nhé. Đấy, bên này 4 cổng. Cái bản 4 cổng thì nó là 2.4GHz mọi người nhé. Đấy, bản 4 cổng thì là 2.4. Còn bản 2 cổng thì nó là 1.4 thôi nhé. Đấy, cấu hình cây thì nó có, sẽ có thêm cái rãnh này này. Ngoại hình các kiểu rất ok luôn. Model là A1989 mọi người nhé. Series của máy đây. Mọi người có thể check series của máy giúp em nhé. Máy rất là đẹp luôn. Con này màu trắng bản bản màu bạc mọi người nhé, coi hay hay còn gọi là màu silver đấy. Bản con này thì bản US nhé, bản phím US nhé. Đấy, bản phím US thì nói chung là nó cũng không khác bản phím nhập nhiều, nhưng mà nó là US thì nó sẽ đắt hơn một chút so với bản phím GA nhé. Đấy, màn của con này thì là 13,3 inch Retina 2K mọi người nhé. Đấy, 13,3 inch Retina 2K cho mọi người sử dụng học tập làm việc lướt web các kiểu ok đây. Tút ID tút 3 đầy đủ luôn, không lỗi nhé. Này, giới thiệu về máy này. Đây nhé, con này là chạy MacBook Pro đang chạy bản macOS Big Sur cho mọi người này. Đấy, bản 11.7.0 này, MacBook Pro 13 inch 2019 nhé. Bản 4 cổng thì nó là 2.4 i5 loại tứ này, còn bản 2 cổng thì bộ xử lý của nó là chỉ 1.4 thôi mọi người nhé. Đấy, con này là bản 4 cổng thì nó là 2.4. Đấy, bộ nhớ RAM của con này thì là 16 GB, MacBook Pro 2019 i5 RAM 16 này. Ổ lưu trữ của nó đây, 256 GB này, đấy, i5 RAM 16 của SSD 256 GB. Máy US nhé. Đấy, pin của con này thì còn 4K mọi người nhé, sạc 250 lần này. Pin còn 4K, gần gần 4K, nói chung là pin nó sẽ dao động từ 3K9 đến 4K, có khi dưới 3K9 thì nói chung là pin nó sẽ dao động, nó không không ở cố định một vị trí đâu mọi người nhé. Dùng cho em tầm 4 tiếng, 4 tiếng, 4 tiếng rưỡi đó, rất ok luôn. Cái dòng này thì nó chưa có card RAID mọi người nhé, dòng 13 inch này thì không có card RAID đâu nhé. Nhưng mà con này thì bảo mật vân tay các thứ thì đầy đủ hết. Đây, bảo mật vân tay đây. Bảo mật vân tay này. Đấy, ok chưa? Đấy, bảo mật vân tay đầy đủ. Máy không lỗi, màn biết các kiểu thì ok, cũng không có lỗi nhá. Màn này. Đây, màn biết các kiểu không lỗi, vân tay các kiểu đầy đủ. Màn chuẩn, ok đẹp. Đây, không sọc, không ám, không sọc, không 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 lưu màu, không lưu ảnh. Đấy, giá của nó đang để cho mọi người là 10 triệu rưỡi nhé, con này giá 10 triệu rưỡi nhé, giá 10 triệu rưỡi cho bác nào lấy được. Con này thì về sử dụng thì cũng khá là ok rồi. MacBook Pro 2019 i5 RAM 8 ấy, i5 RAM 16 của SSD của nó là 256 GB. Máy thì không lỗi, kể cả vân tay, kể cả camera các kiểu không không có lỗi. Đấy, là YouTuber này, tech noa cho các bác luôn này. Liberty,
Một ly sữa của gái hành lang mỗi sáng. Bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho con nuôi khỏe mạnh. Nhưng mọi người nha, MacBook Pro 2019 i5 RAM 16 ủ SSD của nó là 256GB. Em để cho mọi người cái giá là 10 triệu rưỡi nhá, 10 triệu rưỡi cây này. Tiếp theo lên mọi người cây nữa là MacBook M1 nhá. Con này là MacBook M1. Đấy, MacBook M1 thì pin nó được trâu lâu hơn, pin nó tầm 10 đến 12 tiếng cơ. Mày nó kiểu thì cũng ok luôn, không có cấn móp gì đâu nhá. Và màu con này là màu gray, màu xám nông chuột mọi người nhá. Đấy, màu đây màu xám không chuẩn, màu cơ bản đấy, màu này được rất nhiều người sử dụng luôn. MacBook M1 là model của nó là 2237 nhá, series của máy đây. Đấy, mọi người nhìn thấy không, FPS đấy, series của máy nhá. Cái đời 2019 thì là phím cánh bướm này, còn lên 2020 M1 kiểu thì nó là phím cắt kéo rồi nhá, và một vân tay đầy đủ luôn. Touchpad thì không nổi nhá. Đây, em sẽ giới cho mọi người xem lại một chút này. Đây nhá, MacBook M1 sản xuất năm 2020 này, chip M1 này, RAM 8 này, series đây, FPS trùng vỏ này, ổ lưu trữ của nó là 512GB nhá. MacBook M1 đẹp keng, nguồn điện con này đây sạc 47 lần, pin 100% nhé, dung lượng tối đa 100% này đó. Nó là mua thì lấy con này về sử dụng thì rất là ngon, sạc có mấy chục lần là pin 100% luôn. Đấy, MacBook M1 nhá, i5 16 SSD, i5 chip M1 RAM 8 ổ SSD là 512GB, pin 100%, máy thì đổ chức năng không nổi, vân tay các kiểu thì đầy đủ luôn nhá. Đây vân tay này, vân tay không nổi này đó. Vào lấy con này thì giá của nó là 14 triệu mọi người nhé, giá 14 triệu cho em nhé. Hôm trước em bán 14 triệu 3 đấy, hôm nay em giảm xuống còn 14 triệu. Con nào lấy được thì mọi người nhắn em nhé, màn với các kiểu thì keng luôn, rất ok luôn. Con này sạc mấy chục lần nên là màn với các kiểu, nói chung là chức năng các kiểu rất là ok, rất là đẹp luôn này. Dám để cho mọi người chỉ có 14 triệu thôi nhá. Máy mới con này giờ tầm 20 củ đấy. Máy mới tầm 20 củ ấy. Máy này thì pin 100%. Có 14 triệu thôi thì dùng cũng khá là ok rồi. Phím cánh bướm thì mọi người dùng nó ok hơn. Dùng ok hơn là phím cắt kéo, phím cắt kéo dùng ok hơn là phím cánh bướm. Một ly sữa của gái hành lang mỗi sáng, bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho con nuôi khỏe mạnh. Thank you.
Cái M1 này thì 14 triệu mọi người nhé, 14 triệu cho mọi người. M1 RAM 8 ổ 512GB, pin 100%, ngoại hình đẹp, giá 14 triệu này. Tiếp theo lên cho mọi người một cây MacBook Pro đời 2020 nhé. Con này MacBook Pro bản 4 cổng này, 4 cổng bên 2 cổng, ngoại hình thì rất là ok, rất là đẹp nhé. Mấy cây này ngoại hình cũng tương đối là ngon. Ngoại hình đây, bên kia hai cổng Type C, bên đây hai cổng Type C nữa nhé, mỗi bên hai cổng đằng sau này. Đấy, ngoại hình các kiểu cực kỳ là đẹp luôn. Đây series của nó đây, model là A2251 nhé, series là C02 đấy mọi người nhé. Đó, C02 đấy, mọi người có thể check web giúp em đọc mai. Mật khẩu con này thì là 4 số 0. Cái đời này thì bàn phím cắt kéo rồi, tút ID tút 3 đầy đủ không lỗi. Tút ID tút 3 đầy đủ không lỗi đâu. À, đời này thì là phím cắt kéo rồi nhá. Giới thiệu về máy này. Đây mọi người nhá. Con này là MacBook Pro 13 inch đời 2020 này, bộ xử lý của nó 2.3 i7 nội tứ nhá. Đấy, bộ xử lý 2.3 i7 nội tứ này. Bộ nhớ RAM của con này là 16GB này. Đấy, bộ nhớ RAM 16GB cho em này. Đây, series là C02 trùng vỏ này. Rồi, thông tin khác này, con này ổ lưu trữ của nó là 512GB này. Đang còn trống 482GB đây nhá. Đó. Đang trống 482GB. Màu gray mọi người nhá, màu gray. Đây, pin sạc 205 lần còn 4.300. Nói chung là sử dụng con này thì tầm 4 đến 5 tiếng nhá. Sử dụng tầm 4 đến 5 tiếng. Máy thì không nối chức năng. Vân tay vân teo đầy đủ, camera không thiếu nhá. Camera dùng bình thường. Vân tay các thứ thì cũng bay đầy đủ luôn. Đây, em sẽ thử vân tay cho mọi người xem. Thêm dấu vân tay này. Đó, vân tay rất là nhạy luôn này. Đó, vân tay rất là ok đúng không? Hủy này. Màn thì con này nó sạc ít nên là màn nó chưa có vấn đề gì đâu mọi người nhá. Màn rất là đẹp. Màu trắng này mọi người nhìn xem, màn rất là chuẩn luôn này. Màn zin của máy nhá. Đấy, màn zin của máy đây. Rất ok, rất hợp lý rồi. Màu đen, màu trắng nhá. Màu đen này. Đấy, nó có một vài cái hạt bụi ở trên màn hình ngoài thôi nhá. Còn không ảnh hưởng gì đến tấm hiển thị đâu nhá. Màu đỏ đây. Đó, rất ok luôn. Giá con này em để cho mọi người là 13 triệu 8 mọi người nhé. 13 triệu 8 MacBook Pro 2020. Âm thanh và bàn phím thì em sẽ test cùng luôn nhé. Mọi người để ý. Một cái sữa cô gái hành lang mỗi sáng. Đấy, dòng Pro thì âm thanh nó sẽ hay hơn dòng E một chút nhé. Thank you.
Đó, giá này 14 triệu 3 mọi người nhé, à 13 triệu 8 nhé, MacBook Pro 2020 chip i7 RAM 16, ổ SSD của nó là 512GB, 14 triệu 8 màn hình rất là đẹp luôn nhé. Tiếp theo lên mọi người, con này nó cũng keng lắm luôn mọi người này, cũng keng lắm luôn, cực kỳ đẹp, màu silver nhé. Mọi người nhìn này, con này thì cũng là MacBook Pro 2020 nhé, cái đời Pro 2020 này thì rất đáng sử dụng luôn. Con này thì ngoại hình quá là đẹp luôn này. Đấy. Hình quá là đẹp luôn, cho bác nào cần bộ nhớ nhiều. Con này bộ nhớ của nó 1T cơ. Nhớ 1T cơ. Ngoại hình rất là cao. Ngoại hình rất là ok, rất là đẹp. Đó. Mặt trước, mặt sau. Màu silver nhá. Màu silver. Mặt sau. Mặt trong này. Con này sạc có mấy chục lần thôi. Máy rất là đẹp. Đây, tốt ID, tốt bát, tốt ba này, tab ba kiểu dùng ok bình thường luôn. Đây nhá, con này MacBook Pro 2020 nha mọi người nhá, nó cũng là bản 4 cầu 2.0 i5 nội tứ nhá. Đấy, con i7 thì nó là 2.3, còn con này thì nó là 2.0, nó là bản 4 cầu, còn một dòng nữa là bản 2 cầu thì nó là 1.4 thôi. Còn con này bản 4 cầu, RAM 16 này. Đấy, ổ lưu trữ con này 1TB này. Đó. i5 16 ổ SSD 1TB. Nguồn điện con này cũng còn tốt nhá. Pin con này sạc 93 lần, pin còn tầm 4K6 đây này. Đấy, 4K5, 4K6 này. Rất ok luôn đúng không? Đấy. Vào lấy con này tìm để cho mọi người với cái giá là 13 triệu 8 mọi người nhá. Thôi 13 triệu 7 đi. 13 triệu 7 nhá. MacBook Pro 2020 i5 16 1T nhá. Đấy, 13 triệu 7 cho mọi người. Pin còn trâu, pin còn ngon. Mà hình nó kiểu thì ok luôn nhá. Bàn vân tay các kiểu thì đầy đủ luôn, máy thì không có lỗi nhá. Đấy, 13 triệu 7 cho mọi người lấy con này, i5 16 1T. Con này sạc có mấy chục lần thôi nên là màn miếng kiểu của nó đẹp lắm mọi người nhá. Không có vấn đề gì đâu, đây màn zin này. Đấy, sạc có mấy chục lần thì mọi người mua mọi người cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Đấy. Làm đồ họa lướt web xem phim kiểu thì cũng ngon, không có vấn đề đâu nhé. Màn miếng kiểu thì đẹp hết. Đấy, mọi người nhìn thử là thấy, mọi người thì nhìn là thấy rồi. Em sẽ test loa luôn cho mọi người. Nói chung là con này sạc mấy chục lần nên mọi người cứ yên tâm, nó chả có vấn đề gì đâu. Sạc có mấy chục lần thôi thì bị làm sao được. Giá 13 triệu 7 nhé, MacBook Pro 2020 i5 16 1T. Toàn máy cấu hình cao thôi. Đây, âm thanh thì mọi người xem này. Đó. Camera các kiểu đầy đủ luôn, không lỗi. Rồi, tiếp theo nên cho mọi người một con M1 nữa nhé. Con này thì máy có bóc luôn nhé. Máy có bóc luôn. Đây, cục sạc đây. Dây sạc đây. Con này em để cho mọi người với cái giá là 12 triệu 8 nóc M1 nhé. Có bóc luôn. i5 10 1158 ổ SSD của nó là 256GB. Con này thì bản bay thôi nhá. Bản bay thôi. Đấy, giá của nó là 12.800.000 này. Một con duy nhất. Thanh lý ta rẻ cho mọi người luôn. Bình thường Mac M1 này nó rơi vào tầm 13 triệu cơ. Nhưng mà con này em để cho mọi người giá là 12.800.000 nhá. Máy hình con này thì nó không được xuất sắc lắm nhưng mà về chất lượng máy thì rất là ok, pin 100% luôn. Đây, MacBook M1 2020 chip 11 RAM 8 nhé. Ổ lưu trữ của nó là 256GB. Pin 100% luôn nhé, con này pin 100% luôn.
đây pin sạc 57 lần 100% này. Đấy, pin 100%. Mọi người mua con này thì sử dụng 10 12 tiếng thoải mái, ok thôi. Máy không lỗi đâu nhé, vân tay rồi camera các kiểu thì đầy đủ, chu tông chu tiếc bật ok hết nhé. Đó. Đây, chu tông cũng còn luôn nhé. Đây mọi người xem này, đấy, chu tông này, bật tắt chu tông ok luôn. Không lỗi, máy không lỗi nhá. Máy không lỗi, vân tay vân teo đầy đủ cho mọi người. Giá con này thì 12 triệu 8 là rất là rẻ rồi. Bác nào lấy được thì về sử dụng cái dòng này thì nó ngon hơn nhiều, tại vì pin nó mười mấy tiếng cơ, pin nó hơn chục tiếng cơ. Pin nó hơn chục tiếng thì một người dùng thì nó cũng thoải mái, yên tâm văn phòng hơn cái kiểu ngon này đó. Bác nào mua thì mọi người báo em nhé. À, em xin phép mọi người là sẽ kết thúc video ở đây mọi người nhé, thì em sẽ test qua cho mọi người về âm thanh của máy nữa thôi, là em sẽ kết thúc video ở đây. Mọi người mua thì mọi người có thể yêu cầu thêm em test thêm cho mọi người nhé. Nói chung là test trên video này thì nó cũng hòm hòm rồi, nó cũng khá là ok rồi. Còn là máy bên em bán thì cam kết là không MDM, không ai cửa lao, về reset thoải mái luôn. Các bác mua thì cứ yên tâm mà mua thôi. Một ly sữa cô gái hành lang mỗi sáng, bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho con lúc khỏe mạnh.